cảm giác thật là dễ chịu. Có chuyện gì vậy Waffy? Mày bệnh hả? Hay bị mắc nghẹn ở cổ? Chờ một chút đã. Mày đang cố gắng kêu. Nhao. Nè anh bạn, tôi biết bạn đang nghe những gì đang cố gắng làm cho tôi vui lòng. Tôi thấy bạn như tôi, cố làm điều từ lâu ta chưa làm qua. Bạn có muốn như vậy, bạn sẽ cần thế chăng? Những chú mèo đặc biệt như thế thật hay. Không, vì đây, nếu bạn xua, chắc bạn sẽ thấy rất thoải mái. Không cần kêu mèo, anh bạn là mèo kỳ lạ và tôi yêu bạn. Vì đây chính bạn đây, sẽ tự do, sẽ không cần đâu. Nhưng chuyển đổi thay, tôi và bạn sẽ được thấy cuộc sống tự do. Công chúa Anneli, hay là bạn và bắt đây này rồi đó, chỉ cần thế thôi. Cứ gâu gâu như thế, không cần tiếng mèo, tôi sẽ nhận ra rằng đây nếu bạn xua, chắc bạn sẽ thấy rất thoải mái. Không cần kêu mèo, anh bạn là mèo kỳ lạ và tôi yêu bạn. Vì đây chính bạn đây, sẽ tự do, sẽ không cần đâu. Nhưng chuyển đổi thay, tôi và bạn sẽ được thấy cuộc sống tự do. Hãy là mình, bạn sẽ vui và cảm thấy không gì thích hơn. Có biết tôi đã thấy yêu bạn bởi đây người bạn của tôi. Và chẳng bao giờ rời. Phải vậy chứ.